hoàn thành xong trước team đó là team giành chiến thắng. Không, lần này không chơi thử, chơi thật. Lăn sang tới bên kia, thành viên ở phía trên xuống, đứng ở đó không về nữa. Các thành viên còn lại lăn bóng về. Đặt lưng vào trái bóng. Nhiệm vụ của anh chị, chúng ta sẽ dùng lưng và dùng mông của mình nâng trái bóng lên. Nhưng không được dùng tay. Nhưng không được dùng tay ốp vào bóng. Tay chúng ta phải cầm nhau, nắm tay nhau, nắm tay nhau. Lưu ý như sau, vạch xuất phát kia kìa, lùi lại đúng vạch đi. Đấy, Wilson, cổ động viên bên ngoài tư vấn dã man. Lưu ý này, lưu ý các anh chị, lưu ý chúng tôi chỉ cần nói phổ biến đội quy là chúng ta sẽ hiểu phải chơi như thế nào. Chúng ta có hai vạch, vị trí vạch chúng ta đang đứng là vạch xuất phát. Vạch phía trên chúng ta đang nhìn thấy đó là vạch đích, đề nghị các bạn ở phía trên vạch đích tránh xa ra ngoài. Nhiệm vụ chúng ta di chuyển từ vạch xuất phát tới vạch đích, sau đó quay lại, nghĩa là chúng ta đi đủ một vòng. Trong quá trình di chuyển, yêu cầu như sau, các thành viên chỉ được nắm tay nhau, không được dùng tay chạm vào bóng. Thứ hai là không được để bóng rơi ra ngoài. Bóng rơi ra ngoài phải quay lại thực hiện lại từ đầu. Điều đó đồng nghĩa rằng nếu như chúng ta để bóng cao quá như thế này, khi chúng ta đi bóng rất dễ rơi ra ngoài. Chúng ta đừng để bóng lên trên lưng và cổ mình, mà chúng ta để bóng ở dưới hông này này. Bóng nên để ở lưng và hông. Vậy làm thế nào thì chúng ta phải giãn khoảng cách ra. Giãn nữa ra cũng được. Đấy, người chúng ta thẳng lên càng dễ đi, đúng không? Đấy, chính xác chưa? Cái khó ở đây là gì? Cái khó ở đây sẽ là các thành viên phải phối hợp ăn ý với nhau. Bởi vì trong quá trình chơi, có những người chúng ta di chuyển là thuận chiều, nhưng có những anh chị chúng ta phải di chuyển là ngược chiều với những người đồng đội của mình. Chính vì thế mà tốc độ cũng quan trọng, nhưng trong phần này thì sự khéo léo và tập trung cao độ của các thành viên quan trọng hơn. Chúng ta phải tích hợp hai điều, tốc độ và sự ăn ý của các thành viên. Lưu ý như sau, đội chiến thắng có 1.000 điểm, nhưng cứ mỗi đội chơi có một thành viên bị ngã, ban tổ chức trừ 100 điểm. Và trong phần này, cổ động viên của hai đội, đội nào cổ vũ to hơn chúng tôi cộng 200 điểm cho đội đó. Chỉ tính điểm cổ động của các cổ động viên bên ngoài thôi nhá. Được chưa? Đấy, khi mà bắt đầu chơi các đội được cổ vũ thoải mái, di chuyển tới đây nhớ phải quay lại, nghĩa là đi đủ một vòng. Hai đội hiểu luật chơi chưa? Hiểu rồi đúng không? Và chuẩn bị, cổ động viên cũng sẵn sàng. Lưu ý cổ động viên chỉ được dùng tay vỗ, không được dùng bất cứ cái gì ném vào trong này. Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhanh nào, di chuyển tới đích, lập tức quay lại, đừng để ngã trừ 100 điểm. Dẫm chân vào vạch đích rồi quay lại. Rồi, quay lại, đừng để bóng rơi. Đỡ lên bóng, tập trung xung quanh. Nhanh lên. Nào, đi đâu đây? Quay đi đâu đây? Nào, chơi cái gì đây? Bây giờ lại chơi cái môn bóng chuyền. Chết tôi không chứ để. Rồi, team quái thú đỡ trái bóng của mình về. Thì thật đấy, lần này làm thật đấy nha, phải chú ý. Rồi, hai người ngã. Nhanh lên, thi đấu, đi về. Đội nào về trước? Rồi, giữ lấy bóng, tập hợp xung quanh bóng. Cổ động viên đâu ạ? Team đâu? Quái thú đã sẵn sàng rồi. Rất nhiều năng lượng đến từ người đội trưởng. Và thợ săn ai sẽ là người leo lên trên? Xin mời. Dạ không, vào luôn vị trí đi ạ. Chứ không kịp đâu. Mình cứ lên trước đi chứ tội gì. Lên luôn trước đi ạ. Không thử. Lưu ý, đừng lăn nhanh quá. Thứ hai là tập trung đỡ, không được để thành viên phía trên bị rơi, bị ngã xuống. Hai team vào vị trí. Đi dây chuẩn bị. Lưu ý trong quá trình chơi tuyệt đối không cầm chân, không đỡ mông. Bắt buộc thành viên phía trên phải vận động, chỉ trừ trường hợp thành viên đó chuẩn bị rơi chúng ta mới được đỡ. Nghĩa là chúng ta đỡ không cho thành viên đó rơi. Chứ chúng ta không chơi theo hình thức là đẩy thành viên bám ở trái bóng. Luật chơi là phải giống nhau. Đúng rồi, nên quay ngược lại như thế. Cứ thành viên leo lên bóng mà khi tham gia trò chơi cứ nằm sấp thế kia thì chả mấy mà bóng của ban tổ chức hỏng hết.
Đấy đúng rồi, anh ngồi dậy thế yên tâm hơn. Và hai đội chuẩn bị. Úi trời ơi, cộng ngay 100 điểm cho đội này, đội nào đây? Quái thú cộng luôn 100 điểm cho đội quái thú này, cổ vũ to này. Bên kia úi trời ơi, sân đẹp đẹp thế. Rồi, DJ chuẩn bị, hai đội sẵn sàng, 3. Nhớ là thực hiện hai lượt, 2. Đừng vội, 1, bắt đầu. Đừng nhanh quá, đừng nhanh quá, đừng chậm quá. Nhớ thành viên ở phía sau lưng luôn luôn là người đỡ. Hay quá, sự nhuần nhuyễn, tinh tế, khéo lắm, đừng để rơi. Quay lại, rơi xuống biển cát, phải quay lại làm lại từ đầu. Còn đừng để rơi. Không, được đó, được đó, được đó, được đó nhưng... Anh ơi, được đó nhưng không được để rơi. Được đó thoải mái, gần rơi là được đỡ lên. Đúng rồi, nhưng không được để rơi xuống nền cát. Cố lên. Tiếp nào đây. Nào. Rồi, xuống đi, xuống đi, xuống đi. Lăn bóng về thực hiện lượt tiếp theo. Lăn về, lăn về, lăn về, xuất phát từ bên kia cơ mà. Thành viên nào xong rồi đứng lại ở đây. Ai xong rồi quay lại ở đây, không có người đứng ở đây chúng tôi không tính. Ai xong rồi đứng ở đây. Nào lượt hai, nào nhanh chóng lên, nhanh chóng lượt hai. Ai đỡ đằng sau, phải có người đỡ đằng sau. Gần rơi mình phải nâng lên. Đúng rồi. Hay quá, quái thú đang đánh vào cái trái bóng. Nâng cao hẳn lên. Đừng để rơi. Chính xác rồi. Rất hồi hộp. Khoảng cách là ngang nhau. Quái thú đâu, cố lên. Đừng nản, đừng nản. Liên tục, liên tục, liên tục thi đấu. Liên tục thi đấu, nào. Không được bỏ cuộc. Tuyệt đối đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc là một điều không tốt, đừng bỏ cuộc. Chưa về tới đích. Khi người ta chưa về tới đích, chúng ta vẫn còn cơ hội. Ok, lăn bóng về. Tập hợp ở đấy. Chụp hình cho em. Không bỏ cuộc. Đó là điều chúng ta sẽ cần phải làm. Rồi,